May mắn mà phát hiện kịp thời, kẻo tiền mất tật mang. Các bạn thấy sinh trong dĩa như thế này nè, khi mình gỡ ra mình thay, nó gãy một bên của phe gài các bạn. Cái này mình gặp thường lắm nha, mình làm mình thay sinh trong dĩa cho khách gặp hoài luôn á. Lúc mình tăng sên cũng gặp bị đứt sên như thế này, do mình quay mình thấy nó đảo đảo, nó kêu á, mình dòm lại cái phe thì nó cũng đứt một bên, nhờ phát hiện kịp thời. May mắn là thay kịp lúc nha các bạn. Cái này mà mình chở nặng, mình chạy tốc độ nhanh nữa là nó vượt một cái nó cuốn là gây té ngã là chuyện bình thường nha. Các bạn nào đã chứng kiến cảnh này hoặc là đã bị rồi á, Thì chia sẻ cảm nhận của các bạn phía dưới cho mọi người biết nha. nguyên nhân á là cái phe gài này nó làm cho sinh trong dĩa mau hư. Nếu các bạn không tin á thì các bạn làm theo như của mình nè, mình bỏ cái phe gài luôn. À, mình cắt mắt sên cho nó vừa, sau đó mình tán lại á, là mình lắp vô mình xài rất là ok nha, không bao giờ bị đứt sên luôn á, xài cũ cũng không bị đứt luôn. Có cái điều hơi cực cái là lúc mình tăng sên hết cỡ mình cần chặt á, thì mình làm cái thao tác hơi lâu chút chứ nó rất là an toàn nha các bạn, tại vì cái sên trong dĩa mình chạy lâu ngày á, cái phe gài bảo đảm 100% nó sẽ bị gơ bị lắc, nó gơ nó lắc nó kêu một thời gian á, thì sên trong dĩa mình nó không có đều, nó nhảy lung tung á, nhiều khi dùng quá thì nó vuột sên luôn nha các bạn, và nó làm cho cái phe gài bị gãy rất là nguy hiểm luôn. Nếu các bạn thấy cách này hay á, thì các bạn hãy chia sẻ và bình luận phía dưới cho mọi người biết, còn cái cách nào hay hơn thì các bạn hãy chia sẻ. Theo chú Năm Tân dưới xe á, thì mình thay như thế này á, là rất là an toàn và đảm bảo cho khách đi được lâu dài nha. Các bạn lưu ý là khi lắp cộng sên á, mình cân chỉnh làm sao cho cộng sên từ trước tới sau nó thẳng một mạch nha các bạn, chứ đừng có lệch qua lệch lại á, là nó làm cho sên trong dĩa mau mòn và mau hư nha. Và các bạn nhớ nuôi dưỡng sên bằng vô nhớt hoặc là vô hóa chất, ví dụ là chai xịt sên, chai dưỡng sên rồi các kiểu á, để cho cộng sên mình nó được bôi trơn tốt và sử dụng được bền lâu. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha.